một tiếng đồng hồ nửa đêm báo dấu đến phương nam nằm nơi hất đường xa phó nghe từ thua không hoa ngựa hoa bên sông đến phương nam nhìn lên nồng nhiệt chào mừng tất cả các thành viên của Bóng đá Việt Nam đã về tham dự giải bóng đá Tứ Hùng chào mừng sinh nhật lần thứ 7 Hội đồng Liên Bóng đá Việt Nam ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi tới các bạn lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Các bạn thân mến, nằm trong các hoạt động chào mừng sinh nhật lần thứ 7 Hội đồng Liên Bóng đá Việt Nam ngày hôm nay tại sân bóng Anh Khoa, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, giải bóng đá Tứ Hùng chào mừng sinh nhật lần thứ 7 chính thức được khởi tranh. Giải đấu chào đón các đội bóng đến từ các tỉnh thành. Xin được chào mừng FC Mầu Ngọ Bắc Ninh. Xin được chào đón FC Mầu Ngọ Sứ Thành. Xin được chào đón
FC Nam Định. Xin được chào đón FC Cố Đô Ninh Bình. Các bạn thân mến, về dự với buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có các bạn đến từ Hội đồng Niên Mộc Ngọ Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bạn Bùi Lê Thanh Mai, thành viên sáng lập Hội đồng Niên Mộc Ngọ Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bạn Phạm Duy Vững, thành viên ban quản trị Hội đồng Niên Mộc Ngọ Việt Nam, trưởng ban tổ chức sinh nhật Mộc Ngọ lần thứ 7. Xin được trân trọng giới thiệu bạn Nhân Vũ, chủ tịch Hội đồng Niên Mộc Ngọ Ninh Bình, đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức hội đồng sinh nhật lần thứ 7 tại Ninh Bình. Xin được chào đón bạn Nguyễn Anh Tú và bạn Sarang Vi Nguyễn, những thành viên ban quản trị Hội đồng Niên Mộc Ngọ Việt Nam và cũng là những người rất tâm huyết cho sinh nhật lần thứ 7 lần này. Một tràng pháo tay để chào mừng. Cùng với đó là sự hiện diện của bạn Bùi Gia Thiểu, thành viên Hội đồng Niên, ban quản trị Hội đồng Niên Mộc Ngọ Việt Nam và trưởng ban thể thao giải trí sinh nhật lần thứ 7 của Hội đồng Niên Mộc Ngọ Việt Nam tại Ninh Bình. Và chúng tôi cũng xin được chào mừng tất cả các cổ động viên đến từ tất cả mọi miền đất nước đã về với sân bóng Anh Khoang này. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với những lời phát biểu khai mạc đến từ bạn Phạm Gia Thiều, trưởng ban văn hóa thể thao. Vâng, xin lỗi các bạn, tôi có một chút sơ suất, xin lỗi các bạn. Chúng ta trước khi đến với những lời phát biểu khai mạc của bạn Phạm Gia Thiều, chúng ta sẽ đến với một giây phút có lẽ là rất trang trọng và thiêng liêng, giây phút chào cờ. Xin mời đội nghi lễ về vị trí. Xin mời tất cả các thành viên, các cầu thủ như công viên chúng ta đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, hướng về phía quốc kỳ để chúng ta sẽ đến với lễ chào cờ. Nghiệp chào cờ, chào! Và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình xin mời bạn Phạm Gia Thiều, trưởng ban thể thao chương trình sinh nhật Hội đồng Niên Mộc Ngọ Việt Nam lần thứ 7 sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời bạn. Lady and gentlemen, xin hân chào đón tất cả các bạn và cổ động viên cũng như các cầu thủ cùng quý vị đại biểu đã có mặt tại sân bóng Anh Khoa 1 để trong sự kiện tổ chức sinh nhật lần thứ 7 và giải bóng đá hội tụ Mộc Ngọ 1978 lần này. Thay mặt ban tổ chức, những người làm chương trình, thay mặt hai bạn đồng trưởng ban tổ chức là bạn Nhân Vũ và Phạm Quốc Điện Vương, tôi chính thức xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá chào mừng sinh nhật Hội đồng Niên Mộc Ngọ Việt Nam lần thứ 7 bắt đầu. Và xin mời bốn đại diện của bốn đội lên bốc thăm. Ở trong này là bốn quả bóng. Trong này có bốn thứ tự là có bốn cái là A1, B1 và A2, B2. Tức là nếu mà ai bốc phải A1 thì sẽ gặp B1, ai bốc phải A2 thì sẽ gặp B2. Xin mời chủ nhà, ưu tiên chủ nhà được bốc trước. Ưu tiên chủ nhà. Ưu tiên đội đăng ký vô địch xứ Thanh. Thank you.
Bình A1 gặp Sứ Thanh B1, Bắc Ninh A2 gặp Nam Định B2. Xin mời bạn Phạm Quang Điền Vương, bạn Nhân Vũ, bạn Quang Đề Cơ và bạn Sarah Ruby Miễn lên tặng hoa cho 4 đội. Vâng, xin mời Chủ tịch Hội đồng Liên Bầu Cử Ninh Bình Nhân Vũ, bạn Quang Đề Cơ, bạn Phạm Di Vững và các thành viên ban tổ chức sẽ lên tặng hoa cờ lưu niệm cho 4 đội trưởng. Và sau lễ bốc thăm chúng ta đã xác định được 2 cặp đấu trên sân bóng số 3, sân bóng mà chúng ta đang khai mạc đấy ạ. Hai đội bóng FC Cố Đô Ninh Bình sẽ gặp Sứ Thanh, và trên sân bóng số 2 ở bên phía song song đấy ạ sẽ là trận đấu giữa Bắc Ninh và Nam Định. Vâng, xin mời các thành viên ban tổ chức, chúng ta sẽ lên chụp ảnh lưu niệm cùng với 4 đội trưởng. Xin mời bạn Nguyễn Anh Tú, xin mời bạn Bùi Lê Thanh Mai. Xin mời các bạn. Và các bạn thân mến, sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, lễ khai mạc giải bóng đá Tứ Hùng chào mừng sinh nhật lần thứ 7 Hội đồng Niên Mộc Ngọ Việt Nam xin được khép lại tại đây. Chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả các thành viên ban tổ chức. Xin được trân trọng cảm ơn các đội bóng, các cổ động viên, các nhà tài trợ. Và xin được cảm ơn tất cả các bạn và chúc cho các bạn sẽ có một giải đấu vô cùng tuyệt vời, để lại nhiều ấn tượng trên mảnh đất Cố Đô Ninh Bình. Và một lần nữa thì xin được các bạn sẽ cùng trở lại với các trận đấu sẽ được diễn ra ngay sau đây trên sân bóng số 3. Sân